Ok, chào mấy ông, chào mừng mấy ông đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi lại có những cái thứ cực kỳ mới mẻ để gửi đến cho tất cả các ông đây. Thì như những bạn nào mà coi cái kênh mình từ hổm giờ thì mấy bạn có thể biết là từ hổm tới bây giờ nếu mà nói về những cái bản menu farm mà dạng tiếng Việt đó mọi người, thì trên kênh của mình hổm giờ mình ra đâu đó là khoảng 2 cho tới 3 bản rồi, rất là nhiều luôn. Và cách đây là khoảng vài hôm trước thì mình có chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu premium, nó có tên là để mình nhớ nó tên gì nha. Nó tên là Roy X nha mọi người đó. Thì cái bản Roy X đó là nó là theo kiểu là dạng premium, thì hiện tại là nó đang cho free. Thì trong cái video ngày hôm nay tôi mới vừa tìm ra được một cái menu có một cái giao diện, cái tông màu cực kỳ là giống với lại cái Roy X luôn. Nếu mà nói không nhầm đó là những cái chức năng thì nó y chang Roy X luôn nha tất cả các ông. Và đặc biệt là đối với lại cái bản này thì nó sẽ free 100% cho tất cả các ông luôn. Cái trong cái video này mà tôi muốn nói đến cho mấy ông đó là cái bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông là full tiếng Việt luôn ha. Đó, thì như mấy ông có thể biết thì cái bản Roy X thì mấy ông dùng là chắc chắn nó sẽ không có tiếng Việt cho mấy ông rồi, thì nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng mà đối với lại cái bản Roy X giao diện cực kỳ giống ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông á, thì nó sẽ có giao diện là bằng tiếng Việt 100% ha. Rồi, và ở trong cái video ngày hôm nay thì do là có quá là nhiều bạn cứ bảo là anh ơi, tại sao em thấy anh có để cái UG phone vô hạn ở dưới phần bình luận game á, mà tại sao anh không làm về nó? Thì nói chung là do có nhiều bạn yêu cầu mình làm lại quá, thì bởi vậy là trong video này thì sẵn tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn lại cho tất cả các ông cách để mấy ông có thể sử dụng cái UG phone vô hạn đó để treo game ha. Thì cái UG phone vô hạn đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông treo game khi tắt màn hình này cũng như là khi out ra ha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi review cái bản menu đó trước, rồi sau đó thì tôi sẽ tiến hành tôi test cái chức năng của cái UG phone sau ha. Ok, let's go. Và ok mấy ông ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà trong cái video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Nếu mà nói về cái giao diện thì khi mà mấy ông mới nhìn vào là mấy ông sẽ bảo là cái bản này nó có cái gì đâu mà giống với lại cái bản Roy X đúng không? Thì cái mà tôi muốn nói ở đây đó là về cái chức năng nha mấy ông. Những cái chức năng trong cái bản này thì nó hầu như là nó cực kỳ giống với lại cái bản Roy X luôn, và đặc biệt là nó cực kỳ ngon luôn nha tất cả các ông. Và đổi lại là chúng ta sẽ có được một cái bản free này, và đặc biệt là có thể sử dụng được tiếng Việt luôn. Rồi thì hiện tại là khi mà mọi người mở cái bản lên thì nó sẽ có giao diện tiếng Anh, thì để đổi tiếng Việt thì mọi người sẽ chọn vào cái phần ở trên cùng này, cái phần select lâu vậy nè mọi người. Đó, mọi người tích vào. Rồi, ở đây thì nó có nhiều cái thứ tiếng cho mọi người chọn lắm. Thì ở đây mọi người vuốt xuống, mọi người chọn là Việt Nam cho tôi ha. Đó, chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái chữ là set lâu này, đó. Rồi thì sau khi mà mấy ông đợi khoảng chừng vài giây là nó sẽ tự động nó chuyển qua cái bản menu tiếng Việt cho mấy ông nè. Đó, thì sau khi mà nó chuyển qua tiếng Việt thì như mấy ông có thể thấy rồi, thì đối với là bản này như tôi đã nói là nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông full tiếng Việt luôn. Và đặc biệt là nó có những cái chức năng cực kỳ giống với là cái bản Roy X luôn nha mấy ông. Đó, thì bản này là free ha, free hoàn toàn 100% cho mấy ông luôn. Và rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trải nghiệm sơ qua những cái chức năng trong cái bản của menu này ha mọi người. Thì sau khi mà mình trải nghiệm xong rồi thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể sử dụng cái UG Phone để có thể treo được cái tự nhiên Golog sao ha. Rồi thì đầu tiên là nói về cái bản này thì do là nó có hoàn toàn bằng tiếng Việt rồi, thì bởi vậy là khi mà mọi người nhìn vào thì mọi người cũng đủ biết là những cái chức năng này để dùng làm cái gì rồi đúng không? Đó, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có về cái phần là cài đặt này. Cài đặt thì cái này là nó đã tự động nó cài đặt sẵn cho mọi người hết rồi, thì mọi người cứ để nguyên cho mình thôi. Mọi người vào cái phần trang chủ cho tôi ha. Rồi, thì đối với lại cái bản này thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có về những cái chế độ farm, chẳng hạn như là chúng ta sẽ có là về những cái chế độ farm tìm đảo Kitsune này. Rồi hiện đầu tiên là chúng nó sẽ là hiển thị những cái thông tin là đảo Kitsune có hay không này, Mara Island có hay không này, và tỷ lệ phần trăm full mon nè. Đó, mọi người thấy chưa, có rất là nhiều chức năng luôn. Và đặc biệt là đối với lại cái bản này thì nó sẽ có cho mọi người là những cái chức năng mà về sell event rồi thì nó sẽ ở vị trí đầu cho mọi người luôn ha. Chẳng hạn như là auto nhặt lửa linh hồn này, rồi tự động dịch chuyển tới đảo tức thời này, auto kitsune hub này. Cái auto kitsune hub này rất là ít cái bản menu nào có nha. Thì cái này là nó sẽ tự động nó dịch chuyển qua cái server mà đang có đảo kitsune cho mọi người khi mà mọi người nhấn vào đó, rất là ngon luôn. Rồi còn về chế độ farm thì đối với là bản này thì nó hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều chế độ farm. Chẳng hạn như là có chế độ farm gương nữa nè. Đấy, chế độ farm gương thì mọi người tích vào thì nó sẽ tự động đi nhặt gương cho mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó mới vừa đi nhặt cái gương cho mình nè. Đó, thì đây là cái chế độ farm gương ha. Ngoài ra thì nó có những cái chế độ khác nữa. Có chế độ farm boss này, rồi chế độ farm cấp biển này, rất là nhiều chức năng farm cho mọi người luôn. Đó, thì nói chung là cái bản này thì nó có full chức năng luôn rồi. Còn chế độ farm xương thì đây, sẵn ở đây mình test cho mọi người ha. Đó, chế độ farm xương nè, rồi farm những cái khác này thì ở đây là nó đã tự động nó dịch sẵn sang tiếng Việt hết cho mọi người rồi. Việc mọi người về là mọi người chỉ cần dòm vào là mọi người cũng đủ biết là những cái chức năng nó dùng để làm cái gì rồi nha mọi người. Đó, ở đây thì chẳng hạn như mình đang tiến hành mình đi farm xương nè. Ngoài ra thì nó vẫn hỗ trợ cho mọi người những cái chức năng khác, chẳng hạn như là hỗ trợ cho mọi người đi farm bone này, rồi ambush skill, ambush ring này. Đó, rất là nhiều chức năng luôn để cho mọi người đi farm bounty ha. Rồi còn về farm xương thì đây mình cho mọi người xem. Đây, farm xương thì nó sẽ tự động nó tiến hành nó đánh nha mọi người. Thì đối với lại cái bản này thì nó là tiếng Việt mà, thì bởi vậy là chắc chắn rồi, đánh sẽ rất là ngon ha. Đó, gom quái đồ đánh luôn nha tất cả các ông. Thì bản này thì nói chung là nó có rất là nhiều chức năng. Cái này mấy ông về mấy ông trải nghiệm thì tôi nghĩ là mấy ông trải nghiệm chắc một ngày cũng chưa hết đâu, tại vì nó nhiều chức năng lắm. Đó, auto farm xương thì nó sẽ là như thế. Ví dụ mà mấy ông không muốn farm nữa thì mấy ông có thể tắt nó đi. Đây,
vuốt lên thì chúng ta có thể cắt cái phần xương đi ha. Đó, tắt cái phần xương đi. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có là những cái phần chẳng hạn như là tự động nâng chỉ số này. Rồi phần viễn thông là ở đây là giúp cho mọi người dịch chuyển nè, nó sẽ dịch chuyển full sao, full đảo cho mọi người luôn. Đó mọi người thấy không? Rất là nhiều chức năng cho tất cả các bạn luôn. Đó, rất là nhiều luôn ha. Rồi chẳng hạn như ở đây tôi không muốn farm bone nữa thì tôi có thể tắt nó đi nè. Đó, tôi tắt nó đi thì nó sẽ không có farm nữa ha. Thì nói chung là về cái bản này thì tiếng Việt thì bởi vậy là nhìn vào dễ hiểu lắm mọi người ạ. Hỗ trợ cho mọi người auto farm rai này, hỗ trợ trái ác quỷ này. Đó, trái ác quỷ thì chúng ta sẽ có là tự động mua trái ngẫu nhiên đồ cái thứ đó nè. Ở đây mình mua ở đó. Rồi mình mua ra được trái flame nha mọi người. Đó, trái flame food. Rồi có phần cửa hàng này, rồi phần những người khác đồ cái thứ. Thì trong cái phần những người khác này thì nó sẽ có những cái chức năng giúp cho mọi người đi cho người chơi ha. Chẳng hạn như là mọi người sẽ tàng hình này. Đó. Rồi mọi người sẽ theo kiểu là tham gia được nhóm cấp biển đồ cái thứ nữa nè. Rất là nhiều luôn cho tất cả các ông. Đó, rất là nhiều cho mọi người luôn. Có xóa sương mù đồ cho mọi người nữa nè. Đền thời gian nữa nè. Đó, dịch chuyển tới những cái mà mọi người đang cần thiết thì nó có đầy đủ cho tất cả các ông luôn. Còn để farm level thì nó sẽ nằm ở vị trí đầu tiên nha mọi người. Farm level thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người tích vào cái chế độ trang trại nè. Đó, mọi người tích vào thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển cho tất cả các ông tới cái chế độ, tới cái đảo farm level mới nhất để tiến hành đi farm ha. Đó, thì nói chung là tổng quan về cái bản này thì nó sẽ có full chức năng nha mấy ông và hoàn toàn bằng tiếng Việt 100% luôn. Chuyển mình tới cái đảo mới nè, thì sau khi mà dịch chuyển tới đảo mới xong thì nó sẽ tự động nhận nhiệm vụ và tự động đi đánh nha mấy ông. Đó, bản này thì full tiếng Việt rồi thì bởi vậy là nói chung là mình chỉ trải nghiệm sơ thôi. Còn những bạn nào muốn trải nghiệm chi tiết thì các bạn có thể về mấy bạn trải nghiệm ha. Đó, farm rất là ngon luôn nha mấy ông. Farm một lần là hết quái luôn, gom quái đánh trời ơi mượt mà luôn nha mấy ông. Rồi thì nói chung là bây giờ thì đó là những gì mà trong cái bản menu này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Ngoài ra thì nó có những cái phần để cho mấy ông đi farm đảo Kitsune rồi tự động tìm đảo Kitsune nữa nè. Auto chuyển server qua đảo Kitsune luôn nha mấy ông, rất là nhiều. Đó. Rồi thì bây giờ cùng đến với cái phần mà để cho tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để các ông có thể treo được cái tựa game Roblox này trong cái URL phone vô hạn ha. Và cái URL phone vô hạn này thì hoàn toàn miễn phí và tôi sẽ để dưới phần bình luận game luôn, cũng như là cái bản sầu riết này. Còn bây giờ thì let's go. Và rồi ok mọi người ơi, thì hiện tại là tôi đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể vào được cái UG Vault vô hạn rồi ha. Rồi, thì nói chung là để có thể sử dụng được cái UG Vault vô hạn này thì mọi người phải cần có giúp tôi đó là về cái phần mềm VPN này. Thì cái phần mềm Wacare VPN này thì mấy ông có thể tải ở dưới phần bình luận game của tôi. Tôi sẽ để phía dưới ha. Thì mấy ông khi mà mấy ông tải cái VPN này từ cái của tôi thì mấy ông sẽ được một cái quyền lợi rất là lớn, đó là mấy ông sẽ sử dụng được cái phiên bản VIP ha. Còn nếu mà mấy ông tải từ cái cửa hàng CH Play thì nó sẽ sử dụng được cái phiên bản free thôi. Và như mấy ông có thể biết thì đối với lại VPN mà mấy ông sử dụng phiên bản free thì nó sẽ bị giới hạn cái tốc độ đường truyền mạng của mấy ông này, cũng như là nó sẽ không có sử dụng được những cái nước VIP. Thì bởi vậy là mấy ông bắt buộc là phải tải từ cái của tôi về ha. Rồi thì ở đây là tôi đã tải về rồi nè. Sau khi tải về xong thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người mở cái Wacare VPN lên cho tôi. Đó, mở lên xong rồi thì mọi người cứ đợi cho nó vào thôi, tại vì đây là cái bản VIP mà, thì bởi vậy là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người full chức năng trong cái VPN này luôn. Rồi nó hiện lên cái này thì mọi người cứ nhấn vô X đi cho tôi ha. Rồi thì sau khi mà vào tới đây rồi thì mọi người sẽ tiến hành nhấn vào cái chữ là Smart Connect để mọi người chọn server. Thì đối với lại khi mà mọi người tải từ cái của tôi về thì mọi người sẽ sử dụng được cái chức năng VIP trong đây nè. Đó, chức năng VIP. Đấy, còn bình thường là mọi người chỉ sử dụng được free thôi. Thì free thì mọi người có thể thấy là những cái tốc độ đường truyền mạng của nó thì nó không có ok cho lắm. Thì bởi vậy là mọi người phải vào cái VIP này ha. Rồi sau khi vào cái VIP xong rồi thì mọi người rút xuống, mọi người tìm ngay cái nước Mỹ này, cái nước United States này. Đó, mọi người chọn vào. Rồi mọi người chọn cái đầu tiên cho tôi. Đó, mọi người cứ chọn cái đầu tiên thôi, tại vì cái đầu tiên là cái tốc độ đường truyền mạng ổn nhất rồi. Rồi nhấn kích hoạt nó lên ha. Rồi hiện ra vậy thì mọi người nhấn ok. Đó, thì sau đó là nó đã kích hoạt thành công cái phát JP rồi nè. Rồi sau khi xong rồi thì bây giờ mọi người chỉ cần thoát ra rồi mọi người vào trong cái UG Vault vô hạn thôi. Vậy là rất là đơn giản luôn, vậy là xong rồi đó. Thì sau khi mà vào được tới đây mọi người nhấn là Play in Power. Đó, thì nó sẽ vào được bên trong ha. Rồi thì nếu mà mọi người không có phát JP thì mọi người vào thì nó sẽ bị lỗi nha. Bắt buộc là mọi người phải phát JP thì mọi người mới vào được cái UG Vault vô hạn này ha. Rồi sau khi vào tới đây thì mọi người chỉ cần đợi cho nó load thôi. Đó, thì hiện tại nó đã load xong rồi nè, mọi người thấy chưa? Rồi sau khi load xong rồi thì bây giờ sẵn ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể cài được cái Fluxu luôn. Rồi ở đây rồi thì sau khi mà mấy ông đợi xong mà nó ra được tới như vậy rồi thì mấy ông sẽ nhấn vào cái chữ là Tap to Start cho tôi. Đó, nhấn vào. Đấy, mọi người nhấn vào ha. Rồi nhấn vào xong rồi thì nó sẽ tiến hành, nó hiện lên như vậy, mọi người nhấn Confirm. Rồi mọi người nhấn vào cái chữ là Privacy Police cho tôi. Đây, đó mọi người nhấn vào. Khi mọi người nhấn vào cái chữ đó xong thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trình duyệt như thế này. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người vào trong cái trang web này giúp tôi để mọi người tải cái clean Fluxu về ha. Rồi thì sau khi mà mọi người ghi đúng như những cái chữ như thế này nè, rồi mọi người nhấn là tìm kiếm thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới vào trong cái trang web của tôi ha. Đó, thì cái này là mọi người phải bắt buộc mọi người ghi đúng ha. Rồi thì sau khi vào đây thì mọi người tắt cái quảng cáo này đi nè. Rồi mọi người vuốt xuống thì nó sẽ hỏi là mọi người là tôi không phải là người máy, thì mọi người chỉ cần tích vào thôi. Rồi nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó. Rồi sau khi chọn xong rồi thì mọi người tích vào là Little to Continue. Đó, thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web tiếp theo. Thì ở trang web tiếp theo này thì mọi người chỉ việc là đợi trong vòng khoảng 9 giây cho tôi thôi. Đó,
mọi người đợi trong vòng là khoảng 9 giây thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái chỗ và để cho mọi người có thể tải cái follow su về. Thì ở đây là hiện tại là tôi sẽ có để một vài cái clip có thể hỗ trợ cho cái UG Phone với lại là cái NowG, thì mấy bạn có thể coi cái clip nào phù hợp để mấy bạn sử dụng. Ở đây là tôi có để cái clip follow su like này hoặc là clip follow su thường này đó, cái nào thì nó cũng hỗ trợ được hết nha mọi người. Chẳng hạn như ở đây bây giờ tôi tải cái clip follow su like đi cho nó nhẹ ha, đó rồi mấy bạn nhấn vào để mấy bạn tải về thôi, rồi nó hỏi tải hay không nhấn vẫn tải xuống. Rồi thì cái này là nó tải là nó sẽ tải trên cái không gian ảo đó luôn, thì chứ không phải máy thiệt đâu, thì bởi vậy là nó sẽ không có tốn dung lượng cái máy thiệt của mọi người ha. Rồi tại đây mọi người nhấn là cài đặt cho tôi đó, thì sau khi cài đặt xong thì mọi người chỉ cần mở rồi mọi người đăng nhập tài khoản mọi người vào, rồi sau đó mọi người vào trong game mọi người sử dụng thôi. Rồi mọi người ơi, thì ở đây là mình đã vào được trong cái clip follow su rồi nè đó, thì bình thường thì bây giờ mọi người chỉ cần vào trong cái block food mọi người treo thôi, còn ở đây thì tôi sẽ vào trong cái này để cho nó vào nhanh hơn nha mấy ông đó. Thì nói chung là đối với lại cái UG Phone vô hạn này thì mấy ông có thể treo khi mà tắt màn hình cũng như là khi mà mọi người out ra ngoài thì mọi người vẫn có thể treo được bình thường ha. Rồi thì ở đây nó hiện lên gateway như vậy, thì mọi người chỉ cần nhấn vào chữ gateway thì nó sẽ tự động nó copy cái link gateway vào trong cái bộ nhớ của mọi người luôn. Việc bây giờ là mọi người chỉ cần phát ra ngoài cái máy thì của mọi người để mọi người gateway thôi. Thì hiện tại là cái nhóm Discord của tôi là tôi đã trang bị cái bot gateway của Flusu rồi. Mọi người có thể vào trong nhóm để có thể sử dụng gateway ha. Rồi thì nói chung là vào tới đây là coi như là mọi người đã cài đặt thành công rồi. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi đang treo đi ha. Đó, chẳng hạn như tôi đang treo, bây giờ tôi có thể là thoát ra ngoài cái màn hình chính này. Đó, bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn lướt web này hoặc là tôi muốn vào trong cái cửa hàng Shark Play, tôi tải những cái thứ khác vẫn ok nha mấy ông. Đó, thì bây giờ tôi quay lại cái đa nhiệm cho mấy ông xem nè, là nó vẫn hỗ trợ chạy bình thường chứ nó không có bị là thoát đa nhiệm ha. Đó, thì cái này là nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông treo mà không hề hạn luôn nha mấy ông. Thì đó là những gì mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho mấy ông. Nếu mấy ông thấy video này hay nhớ like và subscribe nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và chúc cho tất cả các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ nha. Bye bye.